Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính bạc đãi vợ sống với tình nhân, tiết lộ về cô nhân tình của ông Phạm Minh Chính. Theo hồ sơ mật mà Thời báo .d vừa nhận được, thì ngược với ông Nguyễn Xuân Phúc khi công du nước ngoài luôn dẫn vợ đi theo, ông Phạm Minh Chính dù lên đến chức thủ tướng, ông vẫn không dẫn vợ đi công du cùng ở nước ngoài. Cho đến nay, những gì liên quan đến gia đình của ông ta biết rất ít. Hiện tại, xã hội chỉ biết gia đình ông ở mức rất hạn chế. Ông chỉ cho biết những gì ít về gia đình của mình. Hiện nay, ông Chính đang có hai con, một cô con gái và một cậu con trai. Em trai ông là Phạm Chí Thức, từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13-14. Em gái là cô Phạm Thị Thanh, Vụ trưởng Vụ Nội chính Văn phòng Chính phủ. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính luôn giấu vợ, còn Nguyễn Xuân Phúc thì ngược lại. Ông Phạm Minh Chính không cho mọi người biết về vợ là hình thức che đậy nhân cách của một con người sống với vợ không ra gì, theo hồ sơ chia sẻ. Hiện tại, ông sống với tình nhân rất ít về với vợ. Ông có thể được xem trọng những mối quan hệ xã hội, nhưng con người bạn đời của mình thì như còn ở. Bên ngoài sống với tình nhân, khi bực dọc thì mang những thứ ấy về đổ lên đầu người vợ khốn khổ. Nếu cho mọi người biết về gia đình, e rằng thói thiếu đạo đức bị phô diễn ra trước bản dân thiên hạ. Vì lý do tế nhị đó, chúng tôi chỉ cho biết vợ công chính là bà Trân, không thông tin nhiều hơn. Căn biệt phủ ở khu vườn đào là nơi vợ ông sống. Ông rất ít khi trở về căn nhà này. Ông có thể tiện qua đêm ở bất kỳ đâu mà không có nhu cầu gặp vợ. Ông có thể ở Hưng Yên, Bắc Ninh hay ở nhà cô Nguyễn Thanh Nhàn. Khi còn là bí thư Quảng Ninh, ông Chính về Hà Nội thì lên thẳng nhà cô Nhàn, đó là thông tin được chia sẻ. Cô Nhàn đã công khai nói con của cô Nhàn là con chung với ông Phạm Minh Chính. Và ông Chính từng tuyên bố ai muốn động đến Nhàn thì phải bước qua xác ông Chính. Cũng như gần đây, trước khi bị cơ quan chức năng khởi tố, cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn thay mặt chính phủ đi đàm phán với một số quỹ ở Trung Đông hay Nhật Bản. Trong một không gian nhỏ, ông Chính cũng dám tuyên bố thách thức cụ Tổng, tức là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, động lược tới lông chân của cô Nhàn. Ông Chính dường như rất tự tin vì điều đó, bởi rằng ông có công trong việc giữ cụ Tổng ở lại thêm khóa nữa mà không cần sửa đổi điều lệ đảng. Đây là hình ảnh người được cho rằng là nhân tình của Phạm Minh Chính, Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thứ hai là việc khi ông làm thủ tướng và trưởng ban tổ chức trung ương đã có công trong việc sắp đặt lớp ủy viên trung ương hiện nay, và họ sẽ ủng hộ ông khi ông vừa là đương kim thủ tướng, ông vừa có tiền và cũng có thế lực ủng hộ. Ông Chính cũng như ông Đinh La Thăng luôn chăm sóc rất kỹ vợ của các ủy viên Bộ Chính trị hay ủy viên nữ như bà Tòng Thị Phóng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Đó là những vòng bảo vệ mà ông rất tin tưởng. Hiện nay, việc ông Phạm Minh Chính tự tin cụ Tổng hay cơ quan tố tụng không thể đụng đến cô Nhàn bởi có hai lực lượng bảo vệ. Đó được cho là cơ quan tình báo của Israel và cơ quan tình báo quốc phòng Việt Nam thuộc Tổng cục 2. Trước khi chuyển sang phần tiếp theo, vì sao không thể động chân động tay đến cô Nhàn, chúng tôi xin nói thêm một chút về gia đình. Trước khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có lệnh khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì cô này đã đánh hơi và cao chạy xa bay từ thời gian rất lâu trước đó. Mọi động tĩnh của ông Nguyễn Phú Trọng muốn nhắm vào ai vẫn còn đang trong vòng bí mật, thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã biết. Cô Nhàn thách thức ông Nguyễn Phú Trọng, cho dù có dở lắm chiêu thì cô vẫn đánh hơi và biến khỏi Việt Nam từ rất sớm. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã cao chạy xa bay nhờ Phạm Minh Chính bắn tin trước là điều mà hồ sơ tài liệu mật chia sẻ. Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang bộ thuộc chỉ đạo của Thủ tướng. Chính bộ lọc này mà bất kỳ một vụ án nào mà ông Nguyễn Phú Trọng nhắm đến thì Thanh tra Chính phủ biết trước cả cơ quan công an. Biết trước vì theo luật Thanh tra Chính phủ vào cuộc thì mới đến tay công an. Vì thế chỉ cần một cái hắt hơi của Nguyễn Phú Trọng thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều biết và lo cao chạy xa bay từ lâu. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bật mí đầu mối không ai ngờ từ Quảng Ninh dẫn đến cửa Phạm Minh Chính. Quảng Ninh là nơi nuôi lớn sự nghiệp của ông Phạm Minh Chính.
Sự kết nối của Phạm Minh Chính với bà Đào Nhất Đào bên Trung Quốc cho thấy sợi dây liên hệ với phương Bắc. Mối liên hệ đội lốt đầu tư ẩn đằng sau nó là những liên kết tình báo. Tuy Phạm Minh Chính là kẻ thức thời, không chỉ bắt tay với tình báo bên Trung Quốc mà còn bắt tay với một cơ quan tình báo từ Trung Á. Tất cả những mưu đồ này được giấu rất kỹ. Tuy nhiên, dù giấu kỹ cỡ nào thì Phạm Minh Chính vẫn để lại dấu vết. Theo thông tin được biết, hiện nay tại Trung ương, Phạm Minh Chính muốn giật dây và để lấy chiếc ghế của ông Tổng Bí Thư. Với con người như ông Chính, nếu không phản đòn trước thì có ngày ông Nguyễn Phú Trọng phải ôm hận. Chính vì thế mà người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam đang lần mò đầu mối để diệt trừ hậu họa. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính và bà Đào Nhất Đào. Vào ngày 8 tháng 8 năm 2011, ông Phạm Minh Chính được Bộ Chính trị điều chuyển công tác ở Quảng Ninh, miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an của Việt Nam, tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ, bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3 Bộ Quốc phòng. Phạm Minh Chính nắm Quảng Ninh từ năm 2011 đến năm 2015, mục tiêu là phát triển kinh tế vùng biển. Giai đoạn này, ông Chính đã thu hút đầu tư ở Quảng Ninh. Tuy nhiên, đấy là thỏa thuận ngầm của Phạm Minh Chính với đối tác Phương Bắc và Sun Group để trao đổi đất lấy đầu tư. Thực tế, chẳng có doanh nghiệp nào cho dân Quảng Ninh cái gì. Giao hàng ngàn hectare đất không qua đấu giá. Đây là sai phạm nghiêm trọng được Thanh tra Chính phủ có dự thảo kết luận về việc thanh tra sai phạm trong thời kỳ ông Chính ở Quảng Ninh. Nhưng cuối cùng thì phần liên quan đến ông Chính phải bỏ ra ngoài kết luận. Thông tin cũng cho biết, khi kết luận thanh tra, ông Chính là trưởng ban tổ chức trung ương đầy quyền lực. Và nếu quay lại dự thảo kết luận ban đầu ở Quảng Ninh sẽ rõ những sai phạm liên quan đến ông Chính nghiêm trọng như thế nào. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhìn ra Phạm Minh Chính là mối nguy thực sự. Người đứng đầu trong cơ quan thanh tra chính là Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Chính ông này đã gạt bỏ những sai phạm liên quan đến ông Phạm Minh Chính khi làm Bí thư Quảng Ninh. Sau đại hội lần thứ 13, Phạm Minh Chính lên làm Thủ tướng và kéo Lê Minh Khái theo như là thuộc hạ tin cậy. Theo tài liệu điều tra và thu thập được của các cơ quan liên quan, con số mà ông Chính lấy từ các doanh nghiệp nằm ở con số trung bình khoảng 30%. Từ khi lên làm Thủ tướng, ông Chính không gặp gỡ doanh nghiệp tràn lan, nhưng bởi ông có lựa chọn. Ai có thể ủng hộ ông an toàn và ủng hộ như thế nào thì mới là quan trọng. Lê Minh Khái là người sát cánh Phạm Minh Chính. Đây không phải là đầu mối dễ khui. Ông Trọng tìm đầu mối mà ông Chính để lại dấu vết tại tỉnh Quảng Ninh mà khui ra. Việc bắt cựu chủ tịch thành phố Hạ Long Phạm Hồng Hà đã thấy ông này nhiều tài sản cỡ như thế nào. Ông ta chính là hình ảnh của ông Chính, là đầu mối rất quan trọng trong việc thực hiện các dự án ở Quảng Ninh có gắn kết với ông Chính. Đây là hình ảnh bắt Phạm Hồng Hà, mục đích là đánh vào Phạm Minh Chính. Vào năm 2014, ông Phạm Minh Chính đã bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hà, lúc đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, kiêm chức trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long. Trong khoảng 2 năm, từ 2014 đến năm 2016, Vịnh Hạ Long dần được chỉnh đốn và đi vào khuôn khổ do ông Chính đã đặt ra. Đến năm 2020, ông Phạm Hồng Hà đã hạ cánh an toàn. Ngoài bề ngoài bao gồm công việc, thành tích và xin về nghỉ hưu, nghỉ ngơi thì như vậy. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là ông Hà chính là người nắm được những điều mà Phạm Minh Chính triển khai nơi đây. Những lệnh miệng không có văn bản chứng minh mà cơ quan điều tra không biết phải cậy từ đâu ra. Cũng không có cơ quan điều tra nào dám hỏi Phạm Minh Chính hay dám hỏi Lê Minh Khái. Vì thế mà Phạm Hồng Hà mới là đối tượng để ông Trọng đang hướng đến khai thác. Trong ba chân trụ ở tứ trụ, ông Nguyễn Phú Trọng xem Phạm Minh Chính là nguy hiểm nhất và cuộc chiến đang được khơi dậy. Mục đích là cho nó cháy tràn lan để có thể táp vào nhà Phạm Minh Chính. Những bí mật về ông Phạm Minh Chính vẫn còn tiếp. Và mời các bạn sẽ tiếp tục đón xem ở phần sau.